Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên xuất hiện nhiều nhóm hộ tổ chức thi công hệ thống nước sạch lấy nguồn từ núi Thành. Đáng nói là việc làm mang tính tự phát và không theo một quy chuẩn nào của người dân, nhưng lại có sự đồng ý của chính quyền sở tại. Điều này đang tạo nên nhiều dư luận trái chiều và phản ánh sau đây sẽ làm rõ điều đó. Ông Nguyễn Đình Nuôi là nhóm trưởng của một hệ thống nước sạch, có 57 hộ dân tham gia. Và đây là công trình đầu mối của hệ thống. Con đập này chắn ngang dòng khe và đủ để cấp nước cho hệ thống vào mùa mưa. Còn vào mùa khô như hiện nay, nước được bơm từ hai giếng khoan để cung cấp vào bể lắng. Mỗi giếng được khoan sâu hàng chục mét vào lòng núi. Có cái sai mà không biết, đó là cái khoan giếng này không có gì phép. Nhưng mà thực tế là tôi cũng không biết lấy xin phép ai. Thì tôi chỉ biết là công dân ở xã thì tôi làm tờ trình đến xã. Còn đây là một hệ thống khác của nhóm ông Hoàng Văn Công ở xóm 2, xã Hưng Nghĩa. Nhóm hiện đang cung cấp nước sinh hoạt cho 22 hộ dân và tất cả nguồn nước đều được khoan hút lên từ lòng núi. Chính quyền địa phương mới có gọi tới lên, tức là nói rằng là dư mà làm không cấp cho dân dùng thì cũng rất là tồi dân. Mà cho các anh làm thì bà tôi thấy sai với chủ trương và nguyên tắc. Đó. Chứ mà sáu thì anh chủ tịch Trịnh Mào anh nói là thôi thì tới cột rồi thì sáu này tôi chịu. Tại xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, hiện có 4 hệ thống nước sinh hoạt do người dân tự đóng góp đầu tư xây dựng. Trong đó, ngoài 2 hệ thống của ông Nuôi ở xóm 1, ông Công ở xóm 2 đã đi vào hoạt động, thì còn 2 hệ thống đang được đầu tư dang dở. Điều đáng nói là dù việc khai thác tài nguyên nước bất hợp pháp, nhưng tất cả đều có sự cho phép của Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nghĩa. Qua cái chỗ này thì địa phương thấy như vậy là do trong cái tình trạng nó quá bức xúc cho nên mình có thể là giải quyết cho người dân làm nhưng mà nó còn trái với quy định. Thì vấn đề này cũng mong tức là sai chỗ nào thì chúng ta giải quyết chỗ đó nhưng mà cũng sớm có một cái quy định cụ thể thế nào đó để người dân hoàn thiện cả cái thủ tục. Trong vấn đề này, quan điểm của huyện Hưng Nguyên cũng tiếp tục cho người dân hoàn thiện các thủ tục theo quy định để hệ thống cấp nước tiếp tục vận hành. Thì cái thứ nhất thì huyện là chỉ đạo là xả. Là thông báo để cho hai cái điểm mà chưa hoàn thành thì yêu cầu các hộ dân dừng ngay cái việc là khai thác và đồng thời thì chỉ đạo toàn bộ các 4 cái điểm đó để hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục theo cái quy định tại thông tư 27 của Bộ Tài nguyên Môi trường để đề xuất với Sở Tài nguyên Môi trường để xem xét cái việc có cho tiếp tục sử dụng hay không. Xã đồng ý cho các nhóm hộ dân đầu tư khai thác nguồn nước trái với quy định. Huyện chủ trương cho hoàn thiện thủ tục để trình Sở Tài nguyên Môi trường xem xét. Và người dân, để tham gia lấy nguồn nước tại đây, mỗi hộ đã đóng từ 10 đến 20 triệu đồng. Thực tế đó cho thấy, với sự bức bách về nước sinh hoạt, thì cả chính quyền và người dân nơi đây đang ngầm định có sự đồng thuận trong việc làm này.